Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã về nước. Theo thông tin từ Vietnamnet, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, tối ngày 7 tháng 8, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã gọi điện cho ông thông báo đã về nước an toàn. Tuy nhiên, cụ thể sự việc như thế nào ông Đông chưa nắm được vì chưa có báo cáo. Ông chia sẻ thêm, hai nghệ sĩ sẽ phải báo cáo với đơn vị trước. Hồng Đăng thuộc quản lý của Nhà hát Kịch Hà Nội và Hồ Hoài Anh thuộc biên chế viên chức của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Hôm qua ngày 7 tháng 8, hai trang tin của Tây Ban Nha là Mallorca Daily Bulletin và Antimahora cho hay tòa án ở Palma trả lại hộ chiếu cho hai nghệ sĩ Việt vào ngày 3 tháng 8 và họ đã trở về Việt Nam. Trước đó, hai nghệ sĩ Việt Nam bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố hiếp dâm. Vụ việc diễn ra vào tối ngày 25 tháng 6 khi hai người này gặp cô gái trẻ trên bãi biển, uống rượu và thân mật với nhau. Sau đó họ về phòng khách sạn của một trong hai người đàn ông, nơi đã xảy ra vụ tấn công tình dục. Cô gái trẻ người Anh đã tố cáo với cảnh sát việc bị hai người bắt quan hệ tình dục và đi tắm sau đó để xóa dấu vết. Sau vụ việc, cô gái cùng gia đình rời Mallorca. Antimahora cho hay hai nghệ sĩ Việt bị cáo buộc sau khi được trả hộ chiếu đã về Việt Nam.